Trước khi học lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay, tôi xin kính mời toàn thể quý ông bà anh chị em cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện để xin Chúa thăm viếng trên mỗi lòng của chúng ta. Lạy Chúa, con rất là đội ơn Ngài. Ngài đã ban cho chúng con những thì giờ vừa qua thật hết sức là phước hạnh. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã dùng chị em chúng con để hướng dẫn chúng con vào trong sự thờ phượng hết sức là kính kiền. Những bài hát đã làm ấm lòng của chúng con và kéo chúng con đến gần với một ân phúc của Chúa. Chúa ơi, giờ phút này con ngửi trong nơi Chúa là Đấng sẽ làm cho chúng con thỏa mãn. Đấng có lời của sự sống, đó là lời sẽ trưởng dưỡng thẩm thấu để ảnh hưởng trên mỗi cuộc đời của chúng con. Chúa che khuất đi tất cả những điều gì của con người và xin Đức Thánh Linh phán với chúng con, dạy dỗ chúng con. Chúa ơi, chúng con cần cái lời sự sống của Chúa. Chúa giữ tâm trí tấm lòng của chúng con để giờ phút này lời của Cha đến với chúng con. Xin Thánh Linh ơi hiện diện với chúng con và ban phước cho chúng con trong suốt thời giờ còn lại. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cung kính dâng thời giờ này trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một chàng thanh niên rất là khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú và cũng rất là tài ba, nhưng nghẹt nổi không thân mà cũng không thế sống ở Việt Nam, cho nên hơi lặng đặng lao đao trong đời sống. Anh có một người bà con xa rất là giàu có nhưng bị mù loà và lại tàn tật. Một ngày kia nản chí vì cớ không có thân có thế, cho nên anh tìm đến người bà con xa và giàu này để mà thăm viếng nói chuyện và thử có cái lối mở nào hay không. Thì khi anh đến anh gặp cái người bà con này, tuy rất là giàu nhưng lại mù lòa và tàn tật, anh mới nói ông trời cũng chẳng công bằng bác ơi. Bác thì giàu có quá, còn con thì có tài, có khả năng, tuổi trẻ nhưng mà không thân không thế, cho nên cứ tay trắng hoài, thật là bất công. Người bác mới nhỏ nhẹ hỏi đứa cháu rằng: có thật là nghèo đúng như cháu nghĩ không? Ông trời đã ban cho cháu tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào phải không? Chàng trai đáp rằng: cháu không chối bỏ điều đó, và ngược lại cháu rất là hãnh diện về sức mạnh cũng như tuổi trẻ và tài ba mà còn có. Đoạn người bác nắm lấy cánh tay phải của người cháu và nói rằng: cháu có đồng ý đánh đổi bằng cách là chặt đứt cánh tay này và đưa cho cháu 1.000 đô không? Và ông nói là chắc chắn là cháu không đồng ý phải không? Rồi liệu cháu có thể đánh đổi cặp mắt của cháu mù lòa và cháu tàn tật giống như bác để bác đưa cho cháu 10.000 đô không? Chàng trai suy nghĩ rồi nói là: không được bác ơi, cặp mắt con vẫn mù là con không biết đường nào thấy nữa, cho nên không đốn cho con lắm, không 10.000 đô nó cũng không bằng. Ông bác cuối cùng người bác mới kết luận như thế này: vậy thì cháu than phiền cái nỗi gì? Cháu không thấy Đức Chúa Trời đã ban cho cháu một kho tàng vô giá, đó là cặp mắt, đó là thân thể lành lặn khỏe khoắn hơn. Thưa quý vị, hình ảnh của chàng trai kia đó là hình ảnh của rất nhiều người trên thế giới ngày hôm nay. Người ta thường không bằng lòng với những gì mình đang có, đứng núi này trong núi nọ. Thưa quý ông bà anh chị em, nuôi dưỡng ước vọng là điều tốt. Điều đó, nếu đó là những ước vọng đúng, nhưng nuôi dưỡng những ước vọng để bất mãn với hiện tại, ganh đố với người khác, keo kiệt với chính mình, với tha nhân và thậm chí chối bỏ cái niềm vui Chúa cho thì thật là sai lầm. Hãy nhớ rằng không thỏa lòng là đồng nghĩa với sự vô ơn đối với những gì Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chủ đề lớn trong tháng 7 và tháng 8 tôi và quý ông bà anh chị em cùng suy gẫm với nhau, đó là sống đạo giữa đời thực. Trong suốt tháng 7 cũng như tháng 8, ngoại trừ những cái buổi mà các đại tớ Chúa khác tới, thì tôi sẽ học với quý ông bà anh chị em liên tiếp bằng chủ đề
Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái chủ đề đầu tiên, đó là sống thỏa lòng. Tuần sau chúng ta sẽ học cái chủ đề thứ hai là sống tin kính. Kế tiếp nữa tới mục sư Nha và sau thì tôi sẽ trở lại với quý vị, đó là sống giữa nghịch cảnh, sống với niềm tin và sống với những lời hứa. Đó là loạt bài giảng mà tôi đã chuẩn bị rất chu đáo, và xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng học với tôi. Chủ đề đầu tiên đó là sống thỏa lòng. Chủ đề này chỉ bắt đầu bằng hai chữ sống rất là dễ nhớ. Chữ sống thứ nhất cũng là bí quyết để giúp cho chúng ta sống thỏa lòng. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn sống thỏa lòng, ai cũng muốn sống thỏa vui, và chẳng ai trong chúng ta muốn làm khổ mình hay cả, phải không quý vị? Bởi vì đời người được mấy găng tay, hơi đau cặm cụi cả ngày đêm. Thỏa vui phước lộc trời cho, găng tay sẽ bớt người thương lấy người. Đừng như ai kia bo bo giữ lấy một mình, ngày đêm dấn giác sợ lo quá chừng. Nhưng mà làm thế nào để sống thỏa lòng đây? Làm thế nào để sống thỏa vui đây quý ông bà anh chị em? Có hai bí quyết rất là dễ nhớ. Bí quyết thứ nhất bắt đầu bằng chữ sống thứ nhất, đó là sống tin kính. Godliness living. Ở trong Timôthê nhất đoạn thứ 6 từ câu 6 đến câu thứ 8, Kinh Thánh dạy như thế này: và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một món lợi lớn. Câu kinh văn này dạy cho tôi và quý vị biết bí quyết để sống thỏa lòng và an vui, đó là godliness living, tức là sống tin kính cùng sự thỏa lòng. Tức là sống kính sợ Chúa, sống theo lời của Chúa dạy, sống đẹp lòng Chúa, thỏa lòng với những gì Chúa đã ban cho. Có hàng triệu triệu người trên thế giới là những điển hình, là những người rất giàu có, thịnh vượng vật chất, nhưng mà họ không bao giờ thỏa mãn với ông bà chị. Ông Benjamin Franklin là một trong những người có công lớn trong việc thành lập quốc gia Hoa Kỳ. Ông là một nhà khoa học, một nhà phát minh, cũng là một nhà ngoại giao, và đồng thời cũng là một triết gia có tầm cỡ trên tầm nhìn của thế giới nói riêng và của nước Mỹ nói riêng, thế giới nói chung và của nước Mỹ nói riêng. Hãy nghe ông nhận định về tiền bạc như thế này quý vị. Nguyên văn của ông như thế này: Money has never made men happy. Not view it. There nothing in its nature to produce happiness. The more you have, the more you want. Tạm dịch là tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến cho con người hạnh phúc. Trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nhiều bao nhiêu thì càng lại muốn có nhiều bao nhiêu. Elvis Presley là một danh ca có cả ba thứ mà nhiều người hằng mong đợi. Đó là nổi tiếng, đó là giàu có, thứ ba đó là được nhiều người yêu thích. Nhưng mà trước khi ông lìa đời thì ông nói một câu như thế này quý vị, hay có thể nói là trước khi ông tự tử thì đúng hơn. Ông nói: tôi là người cô đơn như địa ngục. Một người có đủ ba cái điều mà ai trong thế giới này cũng muốn có ba điều đó cả quý vị. Nhưng mà cuối cùng ông nói là tôi là người cô đơn như địa ngục. Tương phản với lối sống đó, đời sống của sứ đồ Phaolô đầy dẫy những khó khăn. Khó khăn mà sứ đồ Phaolô đối diện đó là gì quý vị? Kinh Thánh ghi như thế này: Năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Rồi nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường thì phải nhịn ăn, chịu lạnh và loạn luộc. Có thể với những khó khăn đó thì Phaolô có thể than phiền, không quý vị? Có thể oan trách, có thể tù nghịch. Nhưng mà đầy tớ của Đức Chúa Trời là sứ đồ Phaolô, ông không có như vậy. Ông không hề có thay đổi như chúng ta nghĩ. Thoái thường là như vậy. Khi gặp những cái cảnh như vậy thì chúng ta rất lấy làm khó chịu, bực bội.
Nhưng mà quý ông bà, chị em ơi, có biết bao nhiêu người khi bị giam cầm, khi bị tù đày thì đầy những thèo thích, thì luôn luôn có những câu nói oán trách. Nhưng mà đầy tớ của Chúa rất là lạc quan. Và ông đã cho chúng ta biết ở trong Philip như thế này quý vị: vì tôi đã gặp cảnh ngộ nào, tôi chẳng gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ sức của tôi và nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Điều giúp sứ đồ Phaolô có thể sống trên nghịch cảnh, sống lạc quan, sống tin kính và sống vui mừng dù tay chân có thể bị xiềng xích, đó là gì? Bí quyết mà ông học được đó là hãy sống không lệ thuộc vào điều kiện sống xung quanh. Học sống thỏa lòng ngay cả trong lao tù cũng như lúc được tự do ở nhà. Sự thỏa vui mà sứ đồ Phaolô có được không nằm ở tại hoàn cảnh hay là điều kiện sống, nhưng mà được xây dựng trên điều gì quý vị? Được xây dựng trên điều gì? Được xây dựng trên mối quan hệ cá nhân của ông với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô học biết rằng tất cả những gì ông cần có không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, mà là Chúa Giêsu. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu đã ban cho ông sức mạnh để có thể sống trên nghịch cảnh. Và ông đã khẳng định: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, đừng đợi cho đến khi hạnh phúc đến, đừng trì hoãn cho đến khi thỏa vui đến thì chúng ta mới vui. Nhưng mà hãy vui với những gì chúng ta đang có. Bởi vì nếu quý ông bà anh chị em không vui thỏa bây giờ thì về sau chẳng bao giờ có thể sống thỏa vui được. Nếu chúng ta không thỏa vui với những gì chúng ta đang có thì dù có thêm nữa rồi nó cũng như vậy thôi. Bởi vì hạnh phúc thật không phải là vấn đề quý vị có bao nhiêu, nhưng mà là quý vị có mối liên hệ như thế nào với Đấng Christ. Kinh Thánh dạy sự tin kính cùng sự thỏa lòng, đó là một món lợi lớn. Ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu thứ 6, hay có thể nói như thế này: sự thỏa lòng đến từ việc tìm kiếm Chúa chứ không phải từ vật chất. Chúa Giêsu dạy như thế nào ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm luôn mọi điều đó với cho các ngươi nữa, phải không? Điều này có nghĩa rằng nếu chúng ta đặt sự tìm kiếm của mình là Chúa Giêsu, đối tượng chúng ta tìm kiếm là Ngài, thì ắt những điều khác nó sẽ theo quý vị. Khi có Chúa rồi, tìm kiếm Chúa rồi, gặp gỡ Chúa rồi, những cái điều linh tinh khác nó sẽ đến với mình. Nhưng ngược lại, khi chúng ta tìm những cái linh tinh trước mà không tìm kiếm Chúa thì như thế nào? Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được cái ý nghĩa, mục đích và sự thỏa vui trong cuộc đời này. Hay có thể nói, chính Chúa Giêsu là Đấng có thể đổ đầy tất cả những cái khao khát nội tại bên trong mỗi chúng ta. Điều gì có thể làm cho con người của chúng ta sống thỏa lòng đây? Điều đó lệ thuộc vào cách quý vị nhìn cuộc đời. Điều đó lệ thuộc vào niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa như thế nào. Sự thỏa lòng chỉ đến khi chúng ta học biết rằng thế giới này chẳng bao giờ làm cho chúng ta thỏa lòng được. Chúng ta chỉ có thể tìm được sự thỏa lòng trong mối liên hệ mật thiết với Chúa Cơ Thế Giê-xu mà thôi. Mối liên hệ đó có thể cung ứng cho chúng ta ý nghĩa và sự an ninh trong cuộc đời này. Và không những chỉ trong cuộc đời này, nhưng kéo dài cả trong cõi đời này. Cho nên câu hỏi đặt ra: điều gì làm cho quý ông bà anh chị em có thể thỏa nguyện? Điều gì thưa quý vị? Tiền bạc, địa vị, nhà cao, cửa đẹp, phải không? Có phải những điều đó làm cho chúng ta thỏa nguyện được không? Tác giả Thi Thiên nói như thế này: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Có thể mới đọc qua quý vị sẽ không chú ý. Quý vị thấy này, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn cái sự vui khoái lạc, tức là sự thỏa vui, sự thỏa lòng. Mà cái sự thỏa vui thỏa lòng đó nó đến từ cái yếu tố quý vị sẽ thấy để với tôi này: trước
mặt Chúa. Rồi gì nữa? Tại bên hữu Chúa. Hai cái cụm từ đó nói đến điều gì? Nói đến điều gì quý vị? Nói lên mối liên hệ. Relationship, relationship, relationship. Trước, bên hữu. Khi chúng ta gần gũi với Chúa, mối liên hệ của chúng ta mật thiết với Chúa, thì quý ông bà anh chị em ơi, càng đậm đà bao nhiêu thì chúng ta càng vui thỏa và còn thỏa lòng với những gì Chúa ban cho. Bao lâu chúng ta không khăng khít, không đậm đà với Chúa thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được sự thỏa vui. Cho nên câu hỏi đặt ra là mối liên hệ của tôi và của quý ông bà anh chị em có khăng khít với Chúa không? Có đậm đà hay là lợt lạc với Chúa? Quý vị biết không, con người thì suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên đi những thứ có giá trị trường cửu. Người Việt chúng ta thì chúng ta biết rồi, rất là cần kiệm, chăm làm, chắc bớt để có của ăn của để. Làm thì liên miên mà quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay là ngày Tết. Làm thì nhiều mà nghĩ thì ít, để chờ cho đến khi hưu hạ rồi thì mới hưởng. Nhưng khi mái tóc điểm sương, da nhăn mắt mờ, chăn chặn thì mới giật mình, rồi buồn phiền thất vọng nuối tiếc. Và chúng ta đã nghe và chứng kiến điều đó nơi đám tang của nhiều người. Và khi đó bao nhiêu tiền của thì cũng trở thành vô dụng thôi. Ăn uống thì phải kiêng thứ này cử thứ kia, vì mỡ trong máu, vì máu trong mỡ gì đó. Ăn đồ cứng thì không được, vì hàm răng nó lung lay. Đi chơi xa thì không dám, vì sức khỏe kém, đầu gối thì đau nhức. Nghe nhạc, xem phim thì không được, vì tai nghe ngỡn ngãn, tiếng được tiếng không. Cho nên quý vị, tại sao khi chúng ta còn khỏe chúng ta không sống thỏa vui trong ơn của Chúa Cha? Đến khi như vậy rồi có muốn cũng không được, thậm chí đưa nước bổ vô rồi nó cũng ràn ra. Cho nên quý ông bạn chị em ơi, ngày nào chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta sống thỏa vui với Chúa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời thật hết sức là ý nghĩa. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa. Cho nên hãy sống thỏa vui ngay ngày hôm nay, đừng đợi đến ngày mai, đừng đợi đến ngày mốt, bởi vì chẳng ai biết ngày mai ngày mốt sẽ xảy đến điều gì. Cho nên tốt hơn hết, có được giờ phút thỏa vui, hãy cứ vui thỏa trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Lời của Chúa dạy cho chúng ta như thế này: tại sao chúng ta có của dư vật để mà chúng ta không có thỏa vui? Bởi vì sao quý vị? Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, và chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được hay cả. Cho nên quý vị ơi, đời người quá ngắn ngủi. Ta ra đời với hai bàn tay trắng rồi, chúng ta ra đi cũng với hai bàn tay trắng mà thôi, chẳng ai đem gì theo được cả. Có chăng chỉ là cái gì? Nắm xương tàn mà thôi. Người xưa có một câu nói rất là hay: một năm được mấy tháng xuân, một đời phỏng được mấy lần vinh hoa. Một năm được mấy tháng xuân, một đời phỏng được mấy lần vinh hoa. Chẳng ăn chẳng mặc, chẳng dám nghỉ ngơi, bao bao giữ lấy một mình làm chi? 70 chống gậy ra đi, than thân trách phận ngậm ngùi tiếc cho. Dương thì chẳng hưởng, nay còn dướng xương. Của đó vàng đây bạc chắc mà chi, cao lương mỹ vị chẳng màng chi. Chỉ xin hai chữ mà thôi. Quý vị biết hai chữ gì không? Sức khỏe. Sức khỏe. Sức khỏe. Điều này, điều chúng ta cần đó là gì quý vị? Kinh Thánh dạy rất là rõ. Như vậy miệng đủ ăn, đủ mặc thì phải tham lam nữa hả? Đủ ăn, đủ mặc ngày hôm nay còn hơn cái đó nữa hả? Vậy mà vẫn thấy thiếu là sao? Bởi vì lòng tham đó. Cho nên bí quyết thứ nhất để sống thỏa lòng, bí quyết thứ nhất để sống thỏa vui đó là sống thiện kính. Chữ sống thứ hai cũng là bí quyết thứ hai, đó là sống không tham lam. Not covetousness living. Từ câu 9 đến câu thứ 10, Kinh Thánh dạy rằng
còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý. Thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất trong câu thứ 9. Bí quyết thứ hai giúp chúng ta có thể sống thỏa lòng, đó là đừng có tham lam. Có thể quý vị nói tại sao? Bởi vì tham lam tiền bạc và sự giàu có chẳng bao giờ mang đến sự thỏa lòng. Chẳng bao giờ quý vị. Kinh Thánh dạy ở trong Truyền Đạo đoạn 5 câu thứ 10 như thế này: kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng hề chán về thuê lợi. Điều đó cũng là sự phước hạnh, sự tồn tại đời đời, phải không? Hư không. Hư không. Và hư không. Tham tiền bạc thì chẳng hề chán lát tiền bạc, tham của kẻ thì của cải thì chẳng hề chán về thuê lợi. Tất cả cũng chỉ là hư không. Hư không của sự hư không, hết thảy đều hư không. Và khi nói đến tiền bạc, người Ý có một câu nói rất hay mà tôi từng nói quý vị đó: money is like sea water, the more you drink and the more you thirstier. Tiền bạc như nước biển, càng uống thì càng khát. Thế mà mình uống hoài mới chết nha. Là con gái của Chúa, chúng ta không nên tham lam tiền bạc, nhưng hãy lấy điều mình có làm đủ. Nhưng hãy lấy điều mình có làm đủ. Thánh Kinh dạy ở trong Hebrew đoạn 13 câu thứ 5 phần A: chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Lý do Chúa dạy chúng ta là hãy lấy điều mình có làm đủ là vì sao quý vị? Vì sao? Tác giả Hebrew đoạn 13 câu thứ 5 phần B dạy tiếp: vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Lý do Chúa khuyên, lời Chúa khuyên chúng ta là chớ tham tiền, hãy lấy điều có mình có làm đủ là vì sao? Vì chính Đức Chúa Trời có phán là ta chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Mà có Chúa ở cùng là, thì quý vị nghĩ có cái điều gì để mà sợ? Có Chúa là sự đủ đầy trọn vẹn, và tất cả những cái khác nó không còn là cốt yếu, là cốt lõi, là tất cả của chúng ta. Một thực tế là, và ai trong chúng ta cũng biết, trong tuần này chúng tôi có đi dự cái tang lễ của bà Võ Thị Sang. Bà thọ 95 tuổi. Con gái rất là yêu quý bà, và thậm chí chúng ta cũng biết rằng có những người chồng rất là yêu vợ, có những người vợ rất là thương chồng. Giống như bác mình mới qua mà bà cụ cứ điện mỗi ngày ra đó, thương nhớ. Không có ai muốn thấy. Nhưng mà dù thương, dù nhớ, dù quý, dù không có muốn chia lìa, nhưng mà khi Chúa gọi thì rồi cũng phải chia lìa. Phải không quý vị? Không ai có thể níu giữ được. Nhưng mà còn Chúa của chúng ta thì sao? Đức Chúa Trời mà tôi và quý vị đang thờ phượng thì sao? Ngài nói sao? Ta chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Dù mình thương cha, thương mẹ, nhưng mà khi Chúa gọi rồi mình cũng phải chia lìa. Quý vị thấy không? Nhưng mà Đức Chúa Trời nói Ngài chẳng lìa, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúng ta hết sức là cảm tạ Chúa. Chúa không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ bỏ. Cho nên Ngài sẽ chu cấp đủ mọi sự cần dư cho chúng ta. Tham tiền bạc, muốn trở nên giàu có bằng mọi giá thì có thể dẫn đến hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Nhưng dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái gì quý vị? Sứ đồ Phaolô dạy cho chúng ta: còn những kẻ muốn đến giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý. Thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt và hủy mất. Cái cụm từ muốn nên giàu có, quý vị cùng học với tôi rất là hay quý vị. Có nghĩa là tham muốn có nhiều cái mình đang có. Chẳng hạn như đang có một căn nhà, muốn có thêm 2-3 căn nữa. Cái này hơi đụng chạm. Đang có nửa triệu, muốn có thêm vài 3 triệu đô la nữa. Nhưng mà hãy nghe kỹ cái phần 2 này mới chính xác hơn nữa nghe quý vị.
để có thêm nhiều, không có sai, không có tội. Nhớ nghe, để có thêm nhiều, không có sai, không có tội. Nhưng tìm đủ mọi cách, bất kể luân thường đạo lý, bất kể luật pháp, để đạt cho bằng được, có cho bằng được, thì đó mới là tội. Tôi xin nhắc lại, có thêm không có sai, nhưng tìm đủ mọi cách, bất chấp luật pháp, luật lệ, bất chấp luân thường đạo lý, để có thêm thì mới là tội, mới là điều hết sức nguy hiểm. Giàu có không có tội, nhà cao cửa rộng không có sai, nhưng làm mọi cách, bất kể đúng sai, bất kể luân thường đạo lý, để đạt cái bằng được, thì đó mới là tội, đó mới là sai. Lời Chúa đưa ra bốn cái hậu quả của việc muốn trở nên giàu có mà bất chấp tất cả, thì quý vị thấy đó là những hậu quả gì? Thứ nhất là sa vào, sa vào cái gì? Sa vào cám dỗ. Thứ hai là ngã trong tham muốn mà vô lý. Và thứ ba là đắm mình. Và cuối thứ tư đó là hủy diệt và hư mất. Ồ, đó là hậu quả của việc mà muốn trở nên giàu có bất chấp tất cả đó quý vị. Quý vị có tin mà tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác không quý vị? Sứ đồ Phaolô dạy sao? Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều phước hạnh, phải không? Điều đâu đó. Và quý vị nghĩ tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác đó. Và chúng ta thấy là con giết cha, vợ giết chồng, anh em đưa nhau ra tòa, hàng xóm tù hằn nhau, quốc gia đổ máu, nước nhà phân tranh, tất cả cũng chỉ vì tiền, tiền, tiền. Cũng chỉ vì một chữ tiền thôi mà nó điêu đứng như vậy đó quý vị. Thật không ngoa khi Kinh Thánh nói rằng vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Quý ông bà, anh chị em ơi, là con cái của Chúa, hãy nhớ một điều rất là quan trọng như thế này quý vị. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ trên cao và bởi Cha sáng láng mà chúng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến thể nào. Cho nên Đức Chúa Trời mà tôi và quý ông bà anh chị em đang thờ phượng, trong Ngài chẳng có bóng của sự biến cải, tức là chẳng bao giờ thay đổi. Ngài đã yêu tôi và yêu quý ông bà anh chị em từ khi bắt đầu, và Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng. Ngài sẽ chu cấp chúng ta đủ mọi sự cần dùng. Cho nên đừng có tham lam, hãy khóa lòng và vui hưởng với những gì Chúa cho. Để kết luận, tôi xin kể cho quý ông bà anh chị em, có thể là những người học bậc đại học trước đây thì có thể nhớ cái này, là trong tác phẩm Vua Henry Đệ Lục mà Shakespeare mô tả, nhà vua đã cải trang đi du hành vào miền thôn quê, và nhà vua gặp hai người lính thủy lâm và cho họ biết, ông cho họ biết là ông là vua Henry Đệ Lục đây. Nhưng mà hai cái anh lính thủy lâm đó, ảnh không tin, ảnh mới hỏi vua gì mà sao mà không có vương miện gì hết trơn, không có áo gấm bào gì hết trơn, áo bào gì hết trơn, sao mà nói là vua được? Tôi xưng vua không được, mà trong giống như ông giống như tôi có gì đâu, vương miện có ở đâu, gấm bào có ở đâu? Quý vị biết vua đệ nhị, vua Henry Đệ Lục, ông nói một câu rất là ý nghĩa như thế này: My crown is not on my head, it's in my heart. It's not in grace with diamond, là những đa nguyên. Tạm dịch là vương miện của ta không ở trên đầu, nó ở trong lòng, nó không được chạm bằng kim cương đá quý, nó vô hình, invisible. Nó có tên gọi là thỏa lòng. Nó có tên gọi là thỏa lòng. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, quý vị có đang thỏa lòng? Thỏa lòng là vương miện vô hình đưa dẫn chúng ta đến đời sống phước hạnh. Câu hỏi đặt ra đó là quý cụ, quý ông bà, anh chị em có đang sống thỏa lòng không? Nếu quý vị đang sống thỏa lòng, cảm tạ ơn Chúa, tiếp tục sống thỏa lòng, thỏa vui với những ơn phước Chúa cho.
Ngược lại, nếu quý vị thấy mình sống không thể nào thỏa vui được, thì quý cụ, quý ông bà, anh chị em ơi, hãy ôm lấy lời của Chúa dạy cho chúng ta hôm nay hai bí quyết để giúp cho chúng ta có thể sống thỏa lòng. Thứ nhất, đó là gì? Chữ bí quyết thứ nhất bằng chữ sống thứ nhất, đó là sống thiên kinh. Bí quyết thứ hai bằng chữ sống thứ hai, đó là sống không tham lam. Nguyên lời của Chúa nhắc nhở chính mình tôi và quý cụ, quý ông bà, anh chị em để chúng ta sống thỏa lòng, muốn thật hay lòng. Xin chúng ta cùng đứng lên và làm việc Chúa trong sự cầu nguyện.